Tôi đang sẽ chút chó bóng. Chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình với anh trai mình đi sụp tre đây nha. Đây, lấy sụp tre đây nha. Không có đâu. Có á? Tao chỉ muốn mập thôi. Phải mua nón nọ. Nón nọ à của. Chắc cũng bé à? Hay không phải sốt che? Chắc là không phải sốt che đâu. Mất con nghe mình chặt mất cái tre này, cái măng này rồi. Mất con nghe mình chặt rồi, mọi người nhá. Bây giờ đi tìm cái khác. Thôi lại tiếp tục đi tìm cái khác. Có chip khỏi đây. Anh em mình nhá, đi tìm sâu măng vất vả như này á. Nhưng mà lại không được quả như ơi, đi mua. Đi thôi mọi người ơi, đi lấy sâu kia. Chỗ này dốc lắm mọi người nhá. Anh em mình xuống gần đến dưới suối. Ê, tại mày đấy Cường à. Có không? Lại không có rồi mà lại. Có không? Có con lột xuống. Anh em mình lại tiếp tục xuống dưới này tìm xem có sao che không. Không thì anh em mình xuống dưới suối bắt cua. Cái gì đấy cơ? Ăn được không? Ăn được nhưng nó sẽ chín. Quả sung sao ấy? Đúng quả sung. Đây là quả sung gì nữa? Quả sung sung. Ui. Lúc đầu thì anh em bảo đi lấy sốt tre. Nhưng mà đi thấy có người lấy giúp mình rồi. Không có nên tôi đến đây anh em được chương trình luôn là đi bắt cua. Không có sốt tre thì đi bắt sâu cua vậy. Đây một con nhá mọi người nhá. Con đầu tiên của anh em mình nhá.
Có to thế nha. Chắc để vào cái ống tre. Để đấy tí nó ra đấy. Để ống tre cho vào đấy nhá. Đây, ống tre đây nhá mọi người nhá. Cho vào ống tre đây nhá. Đấy, ống tre đây. Để nhá. Anh em mình kiến để ống tre này là đủ anh em mình ăn bữa này. Đào cua mà đi đào như đào dưới đào chuột nữa. Ê, đây mọi người nhá. Đây mình mọi người nhìn này. Đây nó rụng hết mấy cái chân này. Cái bụng lại được con thứ hai rồi. Để đây nha mọi người nha. Anh trai mình cứ thích lấy mấy con to thôi. Còn mình thì dắt kiếm mấy con bé bé thôi. Đây có một đôi thế này mọi người. Đây, khá là nhiều lỗ. Ôi có một con đây mọi người. Đây 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 mọi người nha. Lại được thêm một chú. Cứ lại mất thêm một cánh tay này. Này nó báo là trời sắp mưa. Cua đỏ, cua đá đấy. Có một con cua mà hơi xanh xanh, đen đen đấy. Nó ở dưới suối to kia. Con thứ ba nha mọi người nha. Lại đi kiếm tiếc. Đi. Đây bé lắm mọi người. Thật thà đi. Đi chỗ khác đi. Đây nhìn nó chặt chặt bé quá. Bắt được một con nha mọi người nha. Con này cho vào ống tre đấy nha. Đấy, cho ông che đây. Con thứ tư nhá. Con thứ tư nhá. Đấy, con thứ năm rồi nhá. Mọi người nhá. Cua này đa phần nó bé. Nó bé. Cua to là mấy cái chỗ vừa đấy anh trai mình đào thế này. Sâu lắm như đào dúi ấy. Đào suốt chả được. Đấy là nhấc cái này lên. Con mò cua. Như là đi mò cái gì. Còn cái này nữa. Có đây, đây một con rất là bé này. Đấy. Lại được thêm con này mọi người nha. Con thứ 6. Đủ anh em mới đứng ở ba con này. Đây, đây, đây. Đây một con này. Đây con nha mọi người nha. Con thứ 7. Đây rất là to.
Đây mọi người ơi, con này, con này mới to này. Con này cũng khá là to. Kẹt tay. Đây mọi người nhá. Đây, kẹt tay đau lắm. Con thứ 6 hay thứ 7 chưa? Thứ 7. Được tầng này mọi người. Không, hơi dài. Đây con thứ 7 hay con 8 gì? Con thứ 8 nhé mọi người nhá. Con thứ 8 nhá. Con nó ngọt hết con này. Cần xong kéo nó ra. Con xuống cái đá này con lấy ra được. Lấy ra luôn. Trong này nó cũng tới quá. Ây da, tôi chạy sâu à. Được sâu lắm. Không lấy được à? Không lấy gì cơ. Vướng đá quá. Ây da, sâu quá. Ôi, mà khe đá này không lấy được thì bỏ đâu. Con lại đây một con nha mọi người nhá. Chín nhá. Con thứ 9 nữa. Ít con to thôi. Ui, hình chín bắt con to thôi. Ôi. Lại vào khe đá. Cái này khó, khó lấy rồi mọi người. Cậy được cái đá đấy ra thì có khi lấy được. À đây 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 đây. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đấy mọi người nhá. Thấy rồi đấy. Đừng thấy cái càng của nó nhá. Ấy, nó cắn đấy. Nó kẹt tay. Ôi, chạy rồi. Ôi, nó chui xuống sâu lắm rồi. Ôi, tiếc thế. Lấy đâu? À, đúng với cái càng này. Càng này kẹt khá là đau đấy. Được. Nó càng ngày càng chui xuống sâu rồi. Ui. Cái này các anh em mất ăn rồi. Cứ để cho anh. Đây. Cứ định lấy bằng được này. Với được không? Đây mọi người ơi. Bật hết nè mọi người. Nó bẩn hết rồi. Rửa đã. Đây nhá. Đây nhá, con này còn to nhá. Mà con này con cái à? Ừ, con này con cái. Gần đây cho mọi người. Đây con vượt bé này mọi người ơi. Đây nhá. Đây. Rửa sạch ra. Lại đi nè. Xem có được con to không. Đây con to trong cái hộp này nhá. Cái hộp đá này nhá. Mọi người nhá. Cho mình lấy ra và có được ra nữa. À đây một con đấy mọi người ơi. Đây một con đấy nhá.
Đây. Đây 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 đây, nó đang chạy đây, đây. Chạy nhanh quá. Đấy. 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 Đấy, nó cắn đấy. Đấy. Giữ lá nếp đấy. Không phải đùa đâu. Đấy. Đấy, mọi người ơi. Đây à. Con thứ 10. Nhổ cây lấy cua nhá mọi người nhá. Đi lên rừng mà cứ chăm một tí thì sẽ có đồ ăn ngay. Một con nữa rồi. Rồi đây. Đây đây. Đây nhá. Vừa. Đây nhá mọi người nhá. Con bắt đi. Đây, con thứ 13 đó. Ui. Con đấy mọi người nhá, chuẩn bị con thứ 14 bé con nhỉ. Đây nhá, con đá này toàn cua bé. Con rồi. Ôi dạ. Đúng rồi, đứa to lắm đây mọi người nhá, nhưng mà sâu lắm đấy. Đây này như lỗ chuột đấy này. Này cái lỗ này ấy. Con này nó phải to thật này. Ui nó còn rộng hơn chứ. To đấy. Bắt một con đây nhá. Con lại được con thứ 15 mọi người nhá. Ống đi đâu được. Đây cho vào ống này nhá. Sắp được đầy ống rồi nhá. Đây. Đến đây. Tí nữa là đủ. Đủ anh em nữa. Cái lỗ này khả năng là chắc không lấy được rồi. Vâng. Đây đây đây, một con đây mọi người. Đây một con này. Con thứ 15. Đây đây đây. Đấy mọi người nhá. Đây anh trai mình đào được con. Đây. Ý, chả to mấy mà con nó sâu thế. Cua này trăng thật. Bắt đây rồi mọi người. Đây. Ê, chắc cũng đủ rồi đấy. Đây rồi. Đây mọi người nhá, con này to đấy. Mất khá nhiều thời gian này. Rất là phân lạ. Đây hành trai mình đang lấy ra đấy. Ui, nó có lố vào rồi à? Ui kìa, vào rồi kìa. Đây nha mọi người nha. To lắm này, cua này có đực nha mọi người nha. Đây, con này còn to này. Rất là to này. Đấy. Nhắc nữa. Xích xích không vừa này. Ui. Không vừa thật đấy. Vâng không? Vâng rồi. Được rồi. Đấy. Tới nay là anh em mình có bữa no nê rồi. Đây là mình về đây muốn sửa to rồi. Bây giờ chuẩn bị nhấn lửa để đem mình nấu. Mình có cua và để anh em mình lấy. Nay định đi lấy cái tre. Đi người ta lấy hết rồi. Làm hết mấy cái gốc gì kia thì có này. Anh em mình bắt cua. Đây tưới rất đẹp mọi người nhé. Có anh trai mình vẫn đang mò mấy con cua đây.
mình đón nốt lửa đó. Đây mọi người nhá, mình chuẩn bị luộc cua cho ông cha. Hấp cua. Đây anh cha mình đang đói quá rồi đấy, chặt ăn nào. Sắp chính rồi mọi người nhá. Trời thì sắp tới rồi. Anh em mình người nay cạnh dòng suối nơi thác rất là đẹp luôn mọi người nhá. Như mê công cùng ui dụng ui chính rồi mọi người nhá. Giờ bị mời cả nhà ra, mời anh nhận ra, rất là ngon luôn. Nhưng mà nó hơi nóng. Wow, rất là thơm nhá. Mùi thơm. Ui, nhìn cái nước của nó ấy. Ôi. Hết. Đây, thử mọi người ăn nhá. Rất là ngon luôn. Cái cà của nó ngon á. Rồi.
Mời mọi người ăn luôn nhá. Ăn cùng nhá. Ăn của hai em mình nhá. Mời tất cả mọi người nhá. Đi. Ui. Chua ngon lắm. Mời anh ấy nè. Đây, rất là ngon luôn. Mời mọi người thử quả đá với anh em mình nha. Ây. Ngon. Ngon đấy. Không bằng, không có gì ngon bằng rồi. Phải chê rồi. Đây mà anh nghe nhá. Con cua đây. Đấy, mình sẽ ăn cái càng trước nha. Càng bé tí thôi. Được rồi nhá. Đây, đưa mọi người nhá. Ngon bằng cua phản đế rồi. Video của anh em mình chắc xin phép được khép lại tại đây. Hẹn mọi người vào video khác của anh em mình. Chào tất cả mọi người.